Tháng 7 u sầu. Tác giả: nhà báo Tuấn Ngọc, giọng đọc Sơn Tùng. Tiếng mưa đêm sấm lớn làm tôi tỉnh ngủ. Vậy là tháng 7 âm lịch đã đến, và với người Việt, tháng 7 luôn tràn dấu ấn tâm linh, hoài niệm, âu lo và nguyện cầu. Nhà tôi ở ngoại ô, tôi nhìn mưa rơi từ xa, tất cả thật yên ắng, chỉ còn ánh đèn đường đô thị đổ xuống trong mưa. Tháng 7 âm lịch, những ngày mưa sẽ kéo dài, nó như kéo theo câu chuyện huyền thoại về vợ chồng ngâu xa cách gặp nhau trong tháng 7 để thương nhớ nhau mà khóc. Một câu chuyện tình tuyệt vọng nhưng thủy chung. Từ những điển tích đó mà nhạc sĩ Đoàn Mệnh, tài hoa Đặng Thế Phong đã viết, Giọt Mưa Thu hay Thẩm Oánh đã viết Vợ Chồng Ngâu. Những khúc ca buồn như tiếng kinh cầu cho mối tình cách trở đầy thương cảm đó vẫn vang vọng với lời hát buồn bã Dương Thế Bao La Sầu. Những giai điệu đó khó mà hợp gu được giới trẻ bây giờ, mộ điệu nhạc điện tử. Tháng 7 luôn tràn màu sắc tâm linh, mê tín. Người buôn bán gọi là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ. Họ sợ mất tiền, buôn bán không tốt nên hay đi lễ bái, tâm nguyện đó như để chia sẻ với những linh hồn phiêu bạt, cầu mong sự yên ổn. Nhưng nổi bật hơn là lễ Vu Lan. Những đứa con báo hiếu với mẹ cha, một tháng để những người con bớt ồn ào xô bồ, nhìn lại mình đối đãi với mẹ cha còn sống hay đã mất. Tội lỗi để sửa, để bù đắp, đủ đầy để sẻ chia. Những đứa con lưu lạc, đến bên cha mẹ, chuyện trò ân cần như sự ăn năn. Tháng 7 âm lịch để người Việt sống chậm lại, ít dành cho công việc mà dành cho tâm linh, tình cảm, sự nghĩ suy về cái chết. Sự sống báo đáp, người khổ đau sẽ tìm được an ủi trong sự cầu nguyện, niềm tin rằng sự bất hạnh chỉ là nhất thời chứ không phải là mãi mãi. Khi chúng ta sám hối, sẽ có được an lành. Nó giống như người Hồi giáo, có tháng lễ Ramadan, sám hối và thanh tịnh tâm hồn. Tháng 7, sen đã tàn, cúc nở bông, thời gian luân chuyển, nhưng đây là một sự luân chuyển từ sự rực rỡ quyến rũ đến sự thầm kín chuyện trò với cố nhân trong không gian yên vắng. Ôi, tháng 7 u sầu.